quay video màn ảo thuật siêu đỉnh, thanh niên khiến nhiều người lú ngang bởi cái kết không ngờ tới. Được biết, ảo thuật là loại hình nghệ thuật trình diễn sử dụng sự đánh lừa về mặt thị giác bằng những kỹ xảo hoặc đạo cụ đặc biệt nhằm tạo ra những hiện tượng biến hóa kỳ lạ và gây ngạc nhiên cho khán giả. Đặc điểm chính của ảo thuật là tính phi lý, lạ thường. Mới đây, một thanh niên đã thu hút sự chú ý của nhiều người bởi màn ảo thuật đỉnh cao của mình bằng cách sử dụng một chiếc côn để dập tắt những ngọn nến đang bùng cháy. Với sự chuyên nghiệp của mình và đã nhận về không biết bao nhiêu là huân chương quý giá, anh chàng đã có những bước khởi động đầy tự tin và cuốn hút. Nhiều người nghĩ rằng sẽ có một màn ảo thuật mãn nhãn. Tuy nhiên, điều khiến mọi người phải quay xe và cảm thấy ngạc nhiên khi cái kết không ngờ tới của màn biểu diễn này. Ôi trời ơi! Cái gì vậy bà nội? Cái gì vậy? 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 Thay vì sử dụng côn để dập tắt những ngọn nến như ban đầu khởi động, thì thanh niên đã bất ngờ rút từ phía sau ra một chiếc máy sấy tóc và thổi tắt từng ngọn nến, khiến nhiều người không khỏi lú ngang mà thốt lên rằng nước đi này tại hạ cũng không thể ngờ tới được. Màn biểu diễn ảo thuật của nam thanh niên đã làm nhiều người không khỏi ngạc nhiên mà bật cười vì sự hài hước của anh chàng. Tôi thấy hàng huy chương ở sau lưng cứ tưởng là chất lượng lắm rồi, nhưng không ngờ cái kết lại dùng thủ đoạn đến vậy. Tưởng thế nào chứ nước đi này tại hạ cũng xin thua. Đừng để cho người khác biết trước được nước đi của bạn, đúng là sự thật vượt qua sự mong đợi mà. Cảm ơn các bạn đã theo dõi Tin Nhanh Official. Đừng quên ấn đăng ký để theo dõi nhiều tin mới mỗi ngày nhé.